Vào sáng ngày 9 tháng 1, du khách lên xe ba Lào Cai, săn băng tuyết đã thỏa lòng khi có cơ hội ngắm nhìn thỏa thích phong cảnh băng tuyết phủ trắng vùng đèo Ô Quý Hồ. Ngay tin băng tuyết xuất hiện trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ, rất đông du khách đã tới khám phá và chụp ảnh lưu niệm. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thì khả năng đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai ngày 10 tháng 1, mưa tuyết mới xuất hiện ở đỉnh núi Phan Xi Păng cao 3.143m. Thị xã Sa Pa cũng sẽ chìm trong băng tuyết phủ trắng tạo nên phong cảnh như mùa đông ở châu Âu. Vùng cao Ý Tý nằm cách vùng du lịch Sa Pa khoảng 50km sáng nay cũng xuất hiện băng tuyết phủ trắng khu rừng, bản làng, thu hút khá đông du khách tới tham quan. Trước đó vào ngày 8 tháng 1, tại đỉnh Mẫu Sơn nhiệt độ giảm sâu xuống còn 1,5 độ C vào lúc 6 giờ sáng, nên băng tuyết cũng đã xuất hiện, khiến du khách đổ về đây để ngắm cảnh thiên nhiên kỳ thú. Nhiều lớp băng tuyết phủ kín cả một vùng núi rừng Mẫu Sơn, các thảm thực vật tại đây cũng đều rơi vào trạng thái đóng băng trắng xóa. Không khí lạnh khiến nhiệt độ liên tục giảm, nhiều nơi chìm trong rét đậm rét hại. Chùa Đồng trên đỉnh Non Yên Tử xuất hiện băng tuyết rất đẹp. Chiều tối ngày 8 tháng 1, băng tuyết xuất hiện khá dày trên đỉnh núi và mái Chùa Đồng, đỉnh Non Yên Tử, Uông Bí, Quảng Ninh. Nhiệt độ thấp kết hợp cùng với mưa, băng tuyết phủ trắng các bậc đá lối dẫn lên Chùa Đồng và hành lang bằng gỗ xung quanh. Tuyết trắng bám xung quanh mái Chùa Đồng tạo nên một cảnh quan vừa đẹp mắt vừa huyền ảo, cổ kính. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày 9 tháng 1, không khí lạnh có cường độ ổn định ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất là từ 7 đến 10 độ C, vùng núi từ 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 11 đến 13 độ C, phía Nam là từ 14 đến 17 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên đêm và sáng trời rét, các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.